Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ăn món măng tây luộc tại bàn nha các bạn. Đó, cái bếp đang nóng nóng, chút xíu mình đổ nước vô cái mình luộc ha. Rồi bây giờ đây là một chén nước mắm ớt này các bạn. Đó, mình làm rất là nhiều ớt tại mình thích ăn ớt, rất là nhiều tỏi luôn. Chỉ nước mắm với ớt mà thôi, chút xíu đường, mùi ớt nồng luôn. Thôi bây giờ mình sẽ luộc măng tây nha. Đó, đổ nước vô xem cái bếp nhỏ nhỏ này có luộc nổi măng không. Đổ vô rồi bật bếp sau ha. Đó, các bạn nói là các bạn rất là thích mình nấu ăn tại bàn mà ngồi ăn như thế này rất là thú vị, thì bây giờ mình sẽ làm theo lời yêu cầu của các bạn nha. Quá trình nóng lên nhanh đi nha. Hôm nay sắp khan tiếng rồi các bạn, sắp bệnh rồi. Các bạn nước thì đã đổ lên rồi, đang đợi nước sôi xem biết cái bếp này bao lâu mới sôi nữa. Thì đợi nha, mình tắt máy mình đợi nước sôi rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Sợ đó bụng, cho miếng cơm vô đây, cho một cái trứng vô đây chút, thả vô trong nước với các ăn thử sao ha. Trứng chiên nước. Các bạn ơi, bây giờ mình bỏ măng vô đi ha, đợi lâu quá. Hay cái này mình chiên dầu mà nhanh ạ, chiên dầu thì ăn đâu có ngon nữa. Quay gần để cho các bạn xem. Khoảng mấy cây măng thì mình ăn đủ ha các bạn. 2, 4, 6 rồi 8, cho 10, 12 cây đi ha. Cái này măng nhúng nước sôi trụng sơ sơ thôi, mình ăn chắc cũng ngon rồi. Thôi ít ít thôi, coi chừng ăn không hết. Vậy ha. Đó, các bạn thấy không? Nhìn những que măng rất là tươi. Đợi sôi đi, sôi nhanh là được ăn ha. Bếp nhỏ hơn cái chảo. Lâu sôi quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bỏ măng tây vô khoảng 1 phút ha. 1 phút là mình ăn ok rồi. Đó, nó tái tái như vậy ăn chắc là ngon lắm đây. Nhìn măng này các bạn. Đó, luộc lên nhìn cái màu đẹp chưa? Căng nổi không? Ha ha, nóng nóng. Giờ sao đây? Đây. Đây các bạn, mời các bạn cùng ăn măng nha. Đó, chấm thử 3 cây thử xem sao. Nước mắm ớt. Nước mắm ớt thiệt là cay nồng nè các bạn. Đặc quẹo luôn ha. Ăn thử xem. Quá ngon các bạn ơi. Nhúng tái tái ăn ngon hơn là mình luộc cho nước sôi đó. Giòn mà ngon, thơm. Cùng ăn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chiến đấu 3 cây măng này. Ngon. Thì ra đừng có luộc mềm nha các bạn, tái thôi. Tái nước sôi thôi. Lần đầu tiên mới ăn măng luộc, quá ngon. Cay. Nhà các bạn nào có rau quả gì hái vô nha, xong rồi ngồi luộc như thế này. Các bạn bếp các bạn nào mà an toàn thì luộc nha, chứ bếp mà quẹt lửa ra mà mình ngồi chung như thế này cũng nguy hiểm lắm. Bật bếp lên là phải coi chừng nha các bạn, đừng có bỏ đi đâu, tại vì đi rất là nguy hiểm, mình không biết cái gì nó văng vô nó phực lên nó cháy. Bật bếp lên phải canh bếp, tiếp tục ăn thôi các bạn. Ngọt, vị măng rất là tươi. Đang chợ thấy măng tươi là vớt 5 bó về liền. Cái chảo măng giờ nghiêng cho các bạn thấy.
bỏ măng vô thì nước hết sôi li ti rồi, tại vì măng nó ở trong tủ lạnh đó, mình bỏ trong tủ lạnh chứ không có bỏ trong đông đá nha các bạn. Măng này bảo quản trong tủ lạnh. Ớt cay quá, nồng sặc luôn. Cắn xuống tới đây là nó dai rồi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn còn ngon, không muốn hết cái nước. Ngon quá chừng. Tươi lắm nha các bạn. Các bạn nào thích mua măng ở chợ Winco, giới thiệu cho chợ luôn ha. Bán rất là rẻ hơn những chợ khác mà rất là tươi. Mới về mấy thùng măng luôn, các bạn ghé tới mua nha. Rất là ngon. Thôi bây giờ ăn một cọng thôi, tại nãy lỡ gấp ba cọng, ăn ba cọng. Ăn một cọng cho nó đẹp đẹp tí ha. Tiếp tục ăn măng thôi các bạn. Bây giờ ăn một cọng thôi ha. Ăn ba cọng thấy nhiều quá. Ở Việt Nam trồng được măng tây nha các bạn. Các bạn nào muốn trồng thì lên mạng á, mua giống về mình ươm lên mình trồng thôi. Khoảng hơn một năm là có mầm măng ăn rồi. Ăn hai cây đi ha, cắn cho nó được nhiều, nó giòn. Nhìn cái tô ớt thôi là thèm các món rau chấm rồi. Ăn rau thấy nó ngon mà nó không có bị ngán các bạn. Rất là người mình rất là khỏe. Ăn thịt ăn thà thì mình còn thấy ngán. Nhỏ vài giọt nước mắm vô trong cái chảo. Ngồi đây giống như là đang xông hơi á các bạn. Các bạn thấy hơi khói bốc lên không? Thơm mùi măng rồi đó. Bây giờ măng bốc mùi rồi đó, bốc mùi thơm. Nhiệt độ đang nóng dần lên, thơm. Cay ngon các bạn ơi. Ở trong chợ Costco thì người ta bán măng á, cái gốc này ăn được luôn nha các bạn. Người ta bẻ làm sao mà chỗ này mình ăn vẫn được, không có bị già, giống như người ta bẻ cái phần gốc đi rồi đó. Còn những chỗ khác thì vẫn phần gốc vẫn dai. Nóng, nóng quá. Ok, một bộ rồi xuống một tí rồi mình ăn nha. Măng này quấn thịt ba chỉ nướng cũng hết sảy nha các bạn. Mùa hè tới, cái vườn của mình ra trái xum xê ha. Cái mình để cái lò nướng đó, mình nướng thịt nướng rồi ăn chắc vui lắm. Mấy năm trước mình cũng có làm, nhưng mà mấy năm trước lại không có làm YouTube cho nên không có quay phim. Ăn nha các bạn. Ăn cái gì chứ ăn rau là khuyến khích mọi người nên ăn nhiều rau. Mà rau quả mà mình trồng là tốt nhất nha các bạn. Nhà ai có thể trồng, có đất trồng thì mình trồng rau ăn. Ngon mà ăn nó rất là thoải mái các bạn.
rất là người mình rất là thấy sảng khoái. Mình luộc á thì ăn nó cái vị nó thanh, mà nó thanh, nó không có bị ớn bởi dầu á. Còn mình xào nấu thì nó ớn, có dầu nó ớn, nhúng qua nước sôi ăn hết sảy nha. Lại muốn ăn cay nồng, kiếm trái ớt cắn. Đó, giả ớt chi nhiều quá, bây giờ còn trái chưa bị nát ra nè. Các bạn ơi, ớt gì mà nó cay, nó sặc, sặc đầu xuống dưới bụng xong rồi nó nồng lên tới mũi rồi sao. Diễn tả kiểu này chắc ai dám ăn ớt. Măng tây này á, cay quá. Ở tiểu bang mình măng tây này á không có trồng được quanh năm, tại vì 6 tháng lạnh lẽo đó, măng tây nó gục, nó hư hết cái phần lá, phần ngọn trên chỉ còn cái gốc thôi, tới mùa xuân á sẽ nứt lên ha. Mùa tới ở trong vườn mình sẽ có những cây măng tây cho các bạn xem. Hồi nãy mình bỏ bao nhiêu cây vô đây? Chắc 12 cây hay 10 cây. Bây giờ nè, măng chín mềm hơn nè các bạn. Hấp dẫn không? Gác lên dè ha. Nóng nóng. Lấy giấy kẹp cho nó đỡ nóng cái tay. Ăn tiếp thôi. Xít xít cái chảo một xíu, đừng ngã nha chảo. Ok. Ngọt. Định ăn rau no luôn hay sao các bạn ơi, không cần ăn cơm cũng thấy yên bụng mà. Thử ăn miếng cơm với măng tây chấm mắm ớt xem sao nha. Cơm đây các bạn. Mấy đứa con gái mình á thì thích ăn măng tây này á xào với trứng. Giờ măng tây chín cũng ngon các bạn, sao nó ngọt, nó mềm hơn chút xíu thôi mà ngọt lắm. Các bạn nào muốn có vóc dáng nhỏ nhắn ốm đẹp mi nhon như măng tây thì ăn măng tây nha. Mình nói sợ ăn không hết, ăn quá chừng các bạn. Nãy giờ bao nhiêu cái rồi không biết nữa, 10 cái hay 12, vẫn còn thấy ăn được tại vì rất là ngon, không có bị ớn. Chỉ bị cay nồng bởi ớt thôi. Quá sáng nước mắm. Còn cái cuối cùng nha các bạn, không biết có nên luộc thêm ăn không.
để cẩu miếng ớt lên ăn, nó không chịu theo cái cây măng tây này lên đây ăn miếng ớt cho nó nồng nha các bạn, cay nồng. Cay á, nó kích thích vị giác mình ăn mình cảm thấy ngon hơn á các bạn. Ăn thêm không các bạn? Có nên ăn thêm không? Ăn miếng cơm. Đập cái trứng vô để cho nó làm trứng tái trong nước sôi, ăn thử xem nha. Bỏ vô nước sôi xem sao, ăn có ngon không? Bao giờ mới chín? Cái bếp này rất là lâu sôi. Cùng ăn rau luộc với trứng nha các bạn. Này trở thành là súp trứng măng tây, tại vì nãy giờ luộc ra nước măng tây nè. Cái nước măng tây nó ngọt nha các bạn. Trứng ơi, chín nhanh lên. Làm súp trứng măng tây ăn nha các bạn, băm băm măng tây ra rồi ướp thịt ướp gì xào nấu bỏ trứng vô ha. Cái nước nó ngọt lắm á. Mình đã từng ăn súp măng cua, chưa bao giờ ăn súp măng tây, thử bữa nào nấu thử ăn nha. Sao nó không chịu tái ha? Mình thích nó trứng nó tái tái xong rồi mình múc cái lòng đỏ mình ăn á, ăn còn tái đó, nó ngon lắm. Cũng ok rồi, cho chút xíu tiêu vô đó. Sợ nó chảy xuống. Đây các bạn, ngon ngọt béo béo. Sao mình ăn trứng sống mình cảm thấy nó ngọt hơn là trứng mình luộc ha. Nhìn trứng như vậy nhớ lại ngày xưa lúc mà nhà mình ở trong rẫy á, các bạn nuôi được gà đó, cái gà mới đẻ cái má mình cho mỗi đứa một cái, xong lấy cái kim đục vô, xong đục cái lỗ hơi to to tí, xong rồi bỏ muối tiêu vô lắc lên xong hút cái trứng, ngon. Giờ ăn nhớ lại liền cảm giác lúc đó. Cho tí nước mắm. Trứng tái nước sôi ăn ngon nha các bạn, cảm giác ngon, nó ngon hơn trứng chiên đó. Trứng chiên thì nó ớn hơn. Cái nước này chắc lấy làm canh ăn quá. Ăn như vậy là no rồi, trưa khỏi ăn trưa các bạn đó. Ngon ha, có một tô canh măng tây với trứng ha, không gọi là súp, chưa có đủ đô để gọi là súp. Ngon ạ. Tí nước mắm vô. Lâu lắm rồi giờ mới được ăn như thế này. Cảm ơn các bạn nha, các bạn yêu cầu đó. Ớt nó vô nó sặc các bạn, hớp miếng nước mà sặc nồng luôn cả mũi, ngon quá. Ha, vậy là mình băm măng tây ra mình nấu canh cho con mình ăn chắc ngon lắm đây. Mình chưa bao giờ ăn canh măng tây các bạn, ngon quá.
Canh ớt tỏi măng tây trứng nó sẽ là ngon ăn hết luôn. Chừa lại bỏ uống ngon lắm các bạn, nhớ làm ăn nha các bạn ơi. Video ăn măng tây của mình hôm nay tới đây thôi nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã yêu cầu mình ăn măng tây. Nhờ như vậy mà mình ăn được món măng tây rồi món trứng tái, quá chừng là ngon luôn. Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Hôm nay sắp tới cuối tuần chưa? Mình nhắm nhắm sắp tới cuối tuần mới dám chúc cuối tuần. Bữa hôm chúc lộn giữa tuần mà lo chúc cuối tuần rồi, các bạn la quá. Hết cô này sao không biết ngày tháng, người ta mới có thứ tư mà chúc cuối tuần rồi. Xin lỗi các bạn nha. Ăn mình, các bạn không ăn được mặn thì các bạn pha nước mắm loãng loãng thôi nha, đừng có làm đặc như mình, ăn sau uống nước dữ. Rồi, tạm biệt các bạn thiệt đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.